Nào đổ ben nha, đổ ben nha. Đổ ben nào. Ui ui trời ơi. Em này chưa đi đã ngã rồi các bạn ơi. Wow, wow, các bạn ơi. Hi, ở đây có cái gì này các bạn ơi? Wow, u chà, cái gì đây các bạn ơi? À các bạn ơi, mình đang đi vào một khu vườn các bạn ạ. Mình đi hái rau nhá. Thế là mình nhặt được một thanh kiếm này các bạn ơi. Ai da. Wow, mình sẽ đi chém cây cho các bạn xem nha. Chuyên 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 chà. Chuyên 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 chuyên. Wow. U chà, thanh kiếm này xịn xò chưa các bạn ơi? À, cho vào đây nhá. Wow. Một thanh kiếm Tanaka các bạn ơi. Thanh kiếm của Nhật đấy các bạn ạ. À, mình cho vào trong rổ luôn các bạn ơi. Đi cùng mình đi tìm hái rau, xong rồi tìm xem là có cái gì nữa không các bạn nha. Nào cùng mình đi nào. Các bạn ơi. Wow. Chà. Ui, nhiều xe đồ chơi quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc đang được một em xe ben chở đi đấy các bạn ơi. Wow, ui. Wow, các bạn ơi. Em này đã bị ngã rồi. Nào, mình sẽ cứu em máy xúc lên nhé các bạn ơi. Wow, đây là một em máy xúc excavator này. Wow. Đây là một chiếc xe ben các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe ben dính bùn nhá. Mình sẽ cho đây các bạn ơi. Đấy, cho em xe ben chở đi nhá. Xuống nào, xuống nào. Úi xôi. Kít. À các bạn ơi, mình cho trong rổ nhá. Em xe ben này mình cũng cho trong rổ luôn. Ây da. Úi dồi ôi, đầy hết cái rổ luôn các bạn ơi. Wow, nào cùng mình đi ra tìm xem nào. Em này là em gì đây các bạn ơi? À, lại một em xe ben chở một em máy xúc nữa nhá. Ây da, em này đi hơi bị xịn xò luôn. Quay lại nha. Nào đi nào. Các bạn ơi, em này bị ngã rồi. Một em máy xúc các bạn nhá. Đấy. Wow. Bánh quay rất là tít luôn này các bạn này. Đấy. Một em excavator nhá. Đây. Cho vào trong này các bạn nhá. Hây xa. Wow. Một chiếc xe ben đổ ben được luôn các bạn ơi. Đấy. Rồi, cho vào đây nào. Wow. Nào, lấy tiếp nào các bạn ơi. U chà. Úi dồi ôi, nhiều đồ chơi thế các bạn ơi. Nào đổ ben nha, đổ ben nha. Đổ ben nào. Úi dồi ôi. Em này chưa đi đã ngã rồi các bạn ơi. Wow. Một em xe trộn bê tông các bạn ơi. Ui, trong này có những em xe gì này. Wow. Ui, một em xe tải chở hàng các bạn ạ. Úi dồi ôi, nhiều lắm. Đây nữa này. Wow các bạn ơi. Đây là một chiếc xe đua đấy. Ây, các bạn nhìn thấy ông lốp to chưa. À, mình sẽ cho vào đây nhá. Wow. Úi dồi. Nhiều quá đi các bạn ơi. Ôi cha, một em xe tải chở hàng siêu bự khổng lồ này. Wow, các bạn ơi, cùng mình đem chỗ đồ chơi này đem về đi tắm rửa cho các em đi nha các bạn ơi. Hello. Ôi, các bạn ơi, cùng mình rửa đồ chơi nha. Ôi, nãy mình nhặt được một em xe rất là to các bạn ơi. Em này là siêu bự khổng lồ các bạn ạ. Một chiếc xe tải chở hàng nha. Ôi, mình sẽ rửa em này các bạn nha. Wow. Ôi cha. Úi dồi, em mới nổi bong bóng các bạn ơi. Đấy, 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 các bạn thấy không? Mình rửa cái lốp thật sạch các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Wow. Úi chà. Ui, các bạn nhìn thấy gì không? Rồi, rồi, rồi. Đấy. Wow. Úi chà. Wow. Wow. Rất là sạch nha các bạn ơi. Đấy. Ok. Đó, tương đối rồi các bạn ơi. Đấy. Wow. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải nhá. Một em xe tải chở hàng này. Rất là to các bạn ạ. Nếu mà nhìn như này là các bạn sẽ nhận ra được xe gì không? Đây là một chiếc xe tải của quân đội đấy. Đấy. Rồi, mình sẽ cho đây nhá. Đấy, tí nữa em sẽ chở hàng cho các bạn nhìn nhá. Nào, tiếp tục nào các bạn ơi. U chà, em xe này siêu bự khổng lồ luôn các bạn ơi. Wow. Wow. Úi chà. Hello. Disney, Disney Dinoco. Một chiếc xe của Disney các bạn ơi. Đấy, một em Disney Dinoco nha. Wow. Đây các bạn thấy không? Chở được em xe này luôn. Wow, tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, em xe ben này to quá các bạn ơi. Ây xa. Wow. Úi chà. Em này bẩn lắm các bạn ơi. Đấy. Wow. Đấy, phải dùng cái bàn chải mới sạch được các bạn nhé.
Đấy, một chiếc xe tải Ben các bạn ạ. Rồi, wow, chiu chiu, wow. Rồi các bạn ơi, em này là một em xe Ben nhá, một em Dump Truck. Đấy, wow, mình sẽ chở nước cho các bạn nhìn nhá. Rồi, rồi, gì nhiều nước không các bạn ơi, đổ Ben nhá, đổ Ben, đổ Ben nhá. Chiu, wow. Em này chở đổ được rất là nhiều nước luôn các bạn ạ. Đấy, tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, một chiếc xe gì đây? Úi dồi, lộn ngược luôn. Nào. Wow. Hello, GT Dump Truck à? Không phải đâu các bạn ơi. Đây là một chiếc Mixer Truck nha. Đây là một chiếc xe trộn bê tông đấy. À, wow, River Truck. Đấy, ok. Hi hi, wow, nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Wow, giữa hai em luôn nha. Hai. Wow. Ôi, các bạn ơi, một em máy xúc lật bulldozer and excavator. Hai. Một em máy xúc nha các bạn nha. Một em máy xúc này và một em máy xúc lật nha. Đấy, mình cho đây nha. Wow, các em quá sợ sò luôn các bạn ạ. Đấy. Wow. Ui, đây này. Em này to lắm này các bạn ơi. Có hai em luôn nhá. Rồi. Rồi sao. Wow. Một chiếc xe chở rác các bạn nhá. Garbage truck. Chở thẻ garbage truck. And police car squad. Một em xe cảnh sát các bạn nhá. Đấy, và một em xe chở rác này. Đấy, cho đây nhá. Đấy. Cho đứng lên xe Ben luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Wow, em xe Ben to các bạn ơi. À, mình sẽ dựng xe Ben to nhá. Đấy. Wow, wow, wow. Thích quá các bạn ơi. Đấy. Wow. Chà. Wow, đổi bên nhá. À, ôi dồi, bên này bẩn lắm này. Chà, ê chà. Wow. Wow. À, cho nước vào đây này các bạn ơi. Đó. Rồi, ok. Chiu 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 chiu. À, các bạn ơi, đây là một chiếc xe Ben siêu bự nhá. Đấy, Ben này to lắm này các bạn này. Đấy, một em Dump Truck nha. Rồi, cho em Dump Truck ra đây nhá. Ôi chà, ôi chà, ôi chà. Wow, đây, các bạn ơi, hai em máy xúc luôn này. Ôi da, em máy xúc phải bẩn lắm các bạn ơi. Đấy. Wow. Đây, các bạn ơi, đây là một em máy xúc màu da cam nhé. Một em excavator. Wow. Cho đứng lên đây nhá các bạn ơi. Đấy. À, dưới này có một em nữa này các bạn ơi. Wow. Em này bẩn quá các bạn ơi. Đấy. Chiu chiu. Hello, GT Excavator. À, một em máy xúc tự hành các bạn nhé. Đấy, máy xúc tự hành là có một em xe tải này các bạn này. Rồi, mình sẽ cho đây đi. Đây. À, các bạn nhìn thấy không? Hôm nay mình rửa hơi bị nhiều đồ chơi luôn đây này các bạn này. Bye bye các bạn nha.